Dạ, xin chào tất cả các anh cầu thủ đã quay trở lại với video 1249 của shop em nha các anh. Và đây là video cuối tuần. Hôm nay thì em nhà em về được rất là nhiều hàng đẹp nè các anh, như là cần tay si vàng rắp khúc, với lại những cái mẫu cước và như là cước fluoro carbon của Daiwa này, và cước 7 màu của Daiwa nha các anh. Với lại những cái dòng phụ kiện như là lưỡi câu với lại thẻo câu đã buộc lưỡi sẵn cho mình nha. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn cần là 40.000 một đơn, đơn phụ kiện, đơn máy sẽ là 30.000 ạ. Các đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ 2 sản phẩm trở lên thì bên em sẽ miễn phí ship nha. Nhưng mà chỉ tính đối với máy hoặc là cần, còn riêng phụ kiện vẫn như cũ trên 500 mới miễn ship nha các anh. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các anh, đây là một cây cần vô tay carbon ráp khúc của si vàng nha các anh. Shimano 7 si vàng và chiều dài của cần này nó là 6m3 ạ. Chiều dài cần 6m3 và độ cứng sẽ là 3H nha các anh. Có nắp chụp đôi đi kèm. Và cần thì zin nguyên bản, không có lỗi lầm nha các anh. Không có lỗi lầm gì hết, ngọn zin luôn. Ngọn này là ngọn 1.2 ly ạ. Ngọn 1.2 ly. Và cần 6m3 thì tổng cộng là 6 lóng nha các anh. Tổng cộng là 6 lóng ạ. Và 6m3 này có 4 lóng giả trúc, còn 2 lóng là màu đen trơn nha các anh. 2 lóng là màu đen trơn. Đồng 1.2 ly. Và cây 6m3 có trọng lượng là 168g nha các anh. 168g cây này, cánh tay cầm cũng được quấn chỉ này. Cần câu tay si vàng đắp khúc mã số 0 có giá là 1.550.000, 1.550 nha các anh. Cần câu mã số 0, cần si vàng gấp khúc ạ. Mã số 0, 1.550.000. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các anh, đây là một cây cần câu lưu máy ngang nha các anh. Đầu tiên là một cây cần lưu máy ngang của dòng Magisso, có chiều dài là 1m8, độ cứng M ạ. Cây này thì phôi carbon xoắn nha, xoắn nổi này, còn bên này xoắn caro, cái lóng gốc của nó thì xoắn caro nha các anh. 1m8 cứng M, vừa lưu nhái hơi, nhái thật đều được hết luôn nha. Thông số tải thì tải mồi từ 5 cho đến 15g, tải cá 4 cho đến 12lb ạ. Và bát thì sử dụng là dạng bát hãng, bát vặn. Cánh tay cầm cánh gỗ vẫn còn nguyên siêu, chưa bóc nha các anh. Cần lưu máy ngang Magetic, Magisso 1m8M ạ. Và thông số ngọn cần là 2 ly, cây này có trọng lượng 112g. Cần câu mã số 1 nha các anh. Mã cần số 1 và giá của cây này là 350.000. Và riêng mẫu này thì em miễn ship nha. Miễn ship, mở đầu cây đầu tiên trong video này. Mã số 1, 350.000, miễn phí ship ạ. Và tiếp theo mã số 2 sẽ là combo nha các anh. Combo cả cần và cả máy luôn ngang luôn. Thì cần thì em sẽ giới thiệu trước này. Dòng T-Lab có chiều dài là 2m1, độ cứng M luôn ạ. Thông số tải mồi từ 8 cho đến 25g, còn tải cá thì từ 8 cho đến 15lb. Máy là máy tay trái nha các anh, dòng máy Boss One XT150 Hechin, máy tay trái ạ. Máy tay trái. Em sẽ xoay máy cho các anh xem nha. Nó có chốt chặn một chiều này. Xoay nhẹ tê nè các anh, không có xào lắc tí nào hết. Cả máy cả cần không có lỗi nha. Và mình nhận hàng á, những đơn hàng ship code hoặc là thanh toán chuyển khoản thì các anh cũng vui lòng kiểm tra hàng giùm em nha. Để đảm bảo quyền lợi nha các anh. Và phần cán tay cầm là cán mút ạ. Cánh tay cầm cánh mút có cái ở bên dưới cái phần bát máy nó sẽ có cái tay cò nha các anh, để có cái điểm tựa các anh thao tác này. Mình nhấn xả cước. Nói chung là máy êm mượt, không có lỗi lầm nha các anh. T-Lab thì 2m1 này, đọt 2.4 ly, cứng M là 2.4, và trọng lượng của cây cần là 140g nha các anh. Cả cần cả máy nguyên cái bộ này rất là hợp nha. Cần cũng là cần màu đen này, viền vàng này. Và máy cũng vậy luôn các anh, máy màu đen, đen nhám, viền vàng này, vàng như con ốc này, núm sabun với lại kia lô cước luôn. Và đây là combo mã số 2 nha các anh. Combo mã số 2 có giá là 800.000 miễn phí ship nha. 800.000 miễn phí ship. Còn nếu mà các anh mua lẻ máy thì là 590, mua lẻ cần sẽ là 250 nha các anh. Tính ra nguyên cả bộ này nếu mà mình mua combo như này á thì sẽ được giảm 40.000 chứ, rồi còn cả free ship nữa nha các anh. Đấy là gần cả 100.000 rồi. Nếu mà các anh mua cả bộ giá rất là hời. Đây là mã số 2, 800.000 free ship ạ. Tiếp theo mã số 3 sẽ là một bộ lưu máy ngang tay bên phải nha các anh, của Shimano dòng Majestic 2m1 độ cứng MH ạ. 2m1 cứng MH nha các anh. Và thông số tải mồi thì từ 10 cho đến 30g, còn tải cá là từ 10 cho đến 20lb ạ. 10 đến 20lb.
cần lưu máy ngang này. Máy thì sử dụng tay quay ở bên tay phải. Máy này thì nó cũng màu đen và viền đỏ nha các anh, cũng rất là giống cây cần này, màu đen viền đỏ luôn, nên là cả bộ nhìn nó hợp lắm các anh. Màu sắc cả bộ nhìn nó rất là hài hòa luôn nha. Cần và máy lưu ngang, tay quay bên phải. Cán tay cầm sẽ là cán gỗ bần, vẫn còn nguyên siêu nha các anh. Vẫn còn nguyên siêu. Phôi thì là phôi carbon xoắn từ ngọn cho đến gốc ạ. Cần lưu Shimano máy ngang. Thông số ngọn sẽ là 2 ly nha. Ngọn cần 2 ly và cây này có trọng lượng là 130g nha các anh. Và combo này có mã số 3. Combo cần lưu mã số 3 520.000. Combo cần lưu mã số 3 có giá là 520.000 miễn phí ship nha các anh. Và tiếp theo mã số 4. Combo này thì rất là VIP luôn nha các anh. Combo này thì quá đỉnh luôn rồi. Em mời các anh xem nha. Cần thì là cần của hãng IK nha các anh, Masterbit. Cần IK, chiều dài 1m98, độ cứng MH ạ. Thông số tải mồi từ 12 cho đến 26g, còn tải cá thì từ 10 cho đến 20lb nha các anh. Máy sử dụng là máy ngang tay bên trái. Máy ngang tay trái của Daiwa nha, và đây là dòng máy đời cao nè, máy đời cao Daiwa. Có vòng tua là 6.4 nha các anh. Vòng tua máy 6.4. Toàn thân máy là màu đen nha, nhám này, và điểm những cái chỗ màu gold như là núm sơ bun với lại con ốc này, và ngay tay quay điểm những cái chỗ màu gold rất là sáng đẹp nha các anh. Máy đời cao luôn, ca dây mượt mà. Máy này thì canh ném dây á, nó sẽ đi xa, với lại nó hạn chế rối dây hơn nha. Nó hạn chế rối dây hơn. Ca xe máy này rất là mượt luôn nha. Rất là mượt mà. Đây là cái nút xả nha các, nút xả này, và khi mà canh bật lên á thì cái mình xoay dây vào á thì nút xả nó cũng sẽ tự động bật lên luôn nha các anh. Đây là cần của IK, còn máy là máy chính hãng Daiwa nha, dòng máy đời cao. Và cả combo này thì có giá là 1.740.000 nha các anh, 1.740.000 em miễn phí ship nha, cả cần và cả máy luôn. Này, nếu mà canh mua riêng lẻ ở bên ngoài như là cây cần không á là 800.000 rồi, chưa tính con máy. Máy này là tầm 1.250.000 nha các anh. Thì canh mua giá ở bên em á là mình hồi được gần 4-500.000 luôn nha, 4-500.000 luôn, đó là mua nguyên combo này ở bên nhà em ạ. Và đây là mã số 4 nha các anh, 1.740.000, 1.740 nha các anh, đây là mã số 4 phi ship ạ. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 thì em có cây cần câu tay fit có chiều dài là 3m6, và cây này đọt nó to lắm nha các anh. Đọt tới 1.8 luôn, dành cho các anh thích đánh bạo lực nha. Đánh bạo lực thì mình câu cây này ok nè. 3m6 và có tổng cộng là 4 lóng ạ. 4 lóng, màu nước sơn màu bạc, viền xanh nha các anh. Độ cứng thì là 4H nha. Độ cứng 4H, dành cho các anh thích câu bạo lực này. Và đọt 1.8 ly, trọng lượng 155g, cần câu mã số 5. 3m6 có giá là 280.000, mã cần số 5, 3m6, 280 ạ. Tiếp theo mã số 6 sẽ là cây cần câu tay có chiều dài là 5m4 nha các anh. Cây này thì hàng sót kho này, duy nhất một cây nha. Anh nào chốt inbox em nhanh nha. 5m4 hàng sót kho ạ. Độ cứng là 4-5H nha các anh. Và cây này thông số ngọn cần sẽ là 0.9 ly nha các anh. Ngọn 0.9 ly, còn trọng lượng là 190g nha. Khi mẫu này thì em thấy nó tương đối nhẹ các anh, có 190g thôi. Phôi carbon xoắn toàn thân luôn nè. Hàng sót kho duy nhất một cây thôi nha các anh, 299.000. Đây là mã số 6 ạ. Mã số 6 có giá là 299.000 nha. 5m4 cứng 4-5H ạ. Tiếp theo mã số 7 thì em có cây cần câu tay chiều dài là 6m3 nha các anh. Chiều dài 6m3, và cây này cái lóng gốc bên ngoài của nó sẽ xoắn dạng như caro á các anh. Xoắn như caro, còn những lóng bên trong này carbon xoắn nổi toàn thân luôn. Cần thì nói chung là không có lỗi lầm gì hết nha các anh. Thì mình nhận hàng mình được kiểm tra hàng nha. Những đơn code hoặc là và cái này độ cứng cũng là 4-5H nha các anh. Ngọn cần ra rất là thẳng luôn, với lại nó cứng đều nha. Cứng đều toàn thân, chứ nó không có bị vỏng tí nào hết nha các anh. Cứng đều toàn thân luôn ạ. Chỉ nảy mỗi phần ngọn thôi. Và ngọn cần 0.9, trọng lượng là 228g. Cái này thì có mã số 7 nha các anh. Mã cần câu số 7. Và giá của cần là 270.000. Mã cần số 7, 270.000 ạ. Tiếp theo mã số 8 thì có cây cần câu tay của Harmon nha các anh. Cần câu tay Harmon chiều dài là 5m4 ạ. Phôi VIP carbon rod cho mình nha. VIP carbon rod.
và toàn bộ phôi cần cũng là carbon xoắn hết các. Cái này phôi dày lắm, khách bên em thì chuyên đánh trôi với lại chép dịch vụ đồ này, câu tự nhiên, câu dịch vụ, cân tất hết các. Các xem cái độ mới nha, cái độ mới, cái độ bóng của nước sơn này vẫn còn rất là cao luôn nha các. Và thông số ngọn cần là ngọn 0.9 ly, trọng lượng của cây này sẽ là 195g nha các anh. Harmon 5x4, độ cứng cũng là 45H luôn ạ. Và cần câu mã số 8, mã cần số 8, giá của cây Harmon 5x4 này là 370.000 cây này nha các anh, mã số 8 ạ. Và tiếp theo mã số 9, số 9 thì có cây G-Dub 6x3 nha các anh. Cần câu tay G-Dub carbon dài 6x3, có tem gờ đất nha các anh, và cái màu nước sơn sẽ là màu xanh ạ, màu xanh đậm cho mình. Thông số ngọn thì là 0.9 ly. Cây này ra cũng thẳng lắm các anh, nằm mà muốn xem video ra cần á thì mình cứ liên hệ em gửi cho các anh xem nha, đảm bảo rất là thẳng nha, vì em có quay video ra cần rồi, đã có ra cần vẫy thử test độ nảy của cần, với lại có quay video cho các anh là mình cứ yên tâm ạ. 6m3, hàng cứng 45H. Và thông số ngọn 0.9 ly, trọng lượng là 235g nha các anh. 235g, còn câu mã số 9 có giá là 390.000, cái còn mã số 9 ạ. Và tiếp theo số 10, số 10 sẽ là một cây cần 2 khúc dòng Wind Dragon nha các anh. Có chiều dài là 2m4, chiều dài 2m4, Wind Dragon, độ cứng như là cứng 80 nha các anh. Cứng 80, đọt này to nè, đọt 3.5 ly. Và phôi thì một bên nó xoắn caro như này, còn bên này thì nó xoắn nổi nha các anh. Một bên xoắn caro, một bên xoắn nổi. Và dàn khoen sẽ sử dụng là dàn khoen 3 chân, khoen hãng ạ. Khoen 3 chân, khoen hãng, đọt 3.5 ly. Và trọng lượng của cần thì sẽ là 195g nha các anh. Cái này sử dụng hàng phôi carbon cao cấp cho nên là nó vừa cứng mà vừa nhẹ nha. Nó không có quá nặng đâu ạ. Phôi dày lắm các anh, dày cực kỳ luôn. 2m4 Wind Dragon ạ. Và thông số ngọn cần, ngọn 3 ly 5, trọng lượng của cần này sẽ là 195g. Và cần câu mã số 10 nha các anh, mã số 10, giá cần là 390.000, mã cần câu số 10 có giá là 390.000 ạ. Và tiếp theo mã số 11, 11 thêm có cây Herabuna có chiều dài là 4m5 nha các anh, 4m5, và độ cứng sẽ là 4-5H ạ. 4m5 nha các anh, cứng 4-5H này, cũng là phôi carbon xoắn nổi luôn. Và ngọn cần là ngọn 1.2 ly, xoắn nổi từ ngọn nha các anh. Và riêng cái màu này nha, khách bên em báo cực kỳ sát cá luôn ạ. À, có anh khách đi câu lưu cả một buổi sáng không được con cá nào hết, lấy Herabuna màu này luôn các anh, đúng màu này luôn, ra cỡ chừng nửa tiếng đầy nguyên một rọng cá, toàn là rô với lại giết này. Herabuna chiều dài 4m5 nha các anh, độ cứng cao này, và nó phôi nó dày nha các anh, phôi dày mà carbon xoắn cũng đẹp nữa, rất là sát cá, đọt 1 ly 2, trọng lượng là 130g ạ. Và mã cần câu số 11, giá cần 800.000, mã cần câu số 11 có giá là 800.000 nha các anh. Tiếp theo mã số 12, em có cái này màu đỏ đô đẹp ạ, và em đã tháo hết các lóng ra luôn để các anh xem được cái chi tiết lóng, chi tiết từng lóng nha. Phôi của nó sẽ là phôi carbon xoắn nổi như này nha các anh. Phôi carbon xoắn nổi, màu nước sơn là màu đỏ mận nè. Màu đỏ mận, phôi dày cực kỳ luôn ạ. Phôi rất là dày, chuyên săn hàng nha các anh. Chấm, chép, mè, đánh dịch vụ tự nhiên, hoặc là đánh giải nha các anh. Đánh giải cũng rất là ok, phôi dày dặn chắc chắn ạ. Và có nắp chụp đầu cần nha các anh. Có nắp chụp đầu cần, thông số ngọn cần thì là ngọn 1.2 ly, còn trọng lượng là 168g ạ. 168g, còn câu mã số 12, giá cần là 900.000 nha các anh. Mã cần câu số 12 có giá là 900.000 ạ. Và tiếp theo mã số 13, 13 thì em có cây Isonixin, cái này hàng chuẩn nội địa Nhật luôn nha các anh. Hàng chuẩn nội địa Nhật luôn, fit ISO. Nixin made in Japan ạ. Nixin made in Japan, có mã code này, có tem vàng đầy đủ hết. Còn bát thì sử dụng là bát Fuji, bát vàng nha các anh. Bát Fuji, bát vàng. Toàn bộ dàn khoen là khoen đời cao hết nha các anh. Dàn khoen 3 chân, Fuji loại xứ xích cho mình ạ. 4m5, độ cứng 4.
Tướng 4 thì nó ra đã thẳng tưng rồi các, cứ yên tâm không có vọng tí nào hết. Còn nếu mà hạ tay cây này thì phải tầm là 5-6 hắc nha các. Nếu mà hạ tay tầm 5-6 hắc này. Rồi các bạn xoắn nổi toàn thân luôn, cần rất là đẹp nha. Nước sơn màu đen trơn, khoen ba chân, khoen Fuji loại xứ xích cho mình. Và thông số ngọn cần, thông số ngọn sẽ là ngọn 1.9 ly nha các. Ngọn cần 1.9 ly, còn trọng lượng là 256g nha. Và cái này có mã số 13 ạ, mã cần 13, 3.690.000 nha các. VIP ISO của Nissin, hàng Japan. Mã số 13 có giá là 3.690.000. Có nắp chụp nha các, đây là nắp chụp zin luôn. Nắp chụp nguyên zin của cần về nha, thì em sẽ gửi kèm đầy đủ nắp Fuji nha các. Và tiếp theo mã số 14, 14 thì em có cây 2 khúc Daiwa Holder Lock ạ. Cần 2 khúc Daiwa Holder Lock có chiều dài là 2m7, độ cứng 60 nha các. Cây này câu mực nha, câu mực câu bạch tuộc rất là ngon luôn. Và các câu dít, dít mực bạch tuộc này các. Phôi là carbon và dàn khoen của nó nha. Nó sẽ có, rồi để em đếm xem tổng cộng này, 5 khoen ở bên ngọn, còn bên phần gốc này là 3 khoen, là tổng cộng là 8 cái khoen dạng nòng súng nha các. 8 khoen nòng súng, loại xứ xích này. Còn đây là khoen một chân, alo cũng là alo Fuji xứ xích luôn, zin nguyên bản nha các. Còn zin nguyên bản, phôi carbon xoắn, đai qua, chiều dài 2m7, độ cứng 60 ạ. Và bản này là bản Thái Lan sản xuất nha các. Có mà có tên vàng, hàng Thái Lan sản xuất. Bắt chính hãng Daiwa, bắt bạn cánh tay cầm cánh mút ạ. Daiwa Holder Lock này, phôi carbon cho mình nha. Và thông số ngọn cần 1.6 ly, trọng lượng là 238g. Cần câu mã số 14, mã 14 và giá cần là 2.250.000. 2.250.000, có một cái túi zin của nó nha các. Một cái túi zin Daiwa đi kèm luôn. 2.250.000, mã 14 ạ. Và bây giờ em sẽ giới thiệu những cái mẫu phụ kiện nha các. Đầu tiên sẽ là thẻo vuông nha, thẻo vuông câu đơn đài. Thẻo này thì nó sử dụng lưỡi size số 6 nha các. Và cứ một vỉ như này thì có 5 thẻo nha. Một vỉ như này là 5 thẻo đã buộc sẵn như này đây. Đây, mời các xem nha, một vỉ là 5 thẻo đã buộc sẵn dây rồi các anh, về chỉ việc câu thôi. Nếu mình câu tới đâu thì mình lấy tới đó nha các. Và kích thước lưỡi này đặt trên vỏ ô ly thì chiều dài nó sẽ gần 2 ô, còn chiều rộng là 1 ô ạ. Dài gần 2 ô, rộng 1 ô nha các anh. Và một vỉ như này 5 thẻo, em có combo là 15 vỉ tất cả ạ. Combo 15 vỉ mã số 1 có giá là 99.000. Combo 15 vỉ nha các anh. Đây là mã số 1 có giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 2. Số 2 sẽ là cước RXR nha các anh. Cước của Bassa, dòng RXR này. Và đường kính dây là 0.42mm, size cước sẽ là size 6.5 nha các anh. Size 6.5, đường kính dây 0.42. Cước này thì sức tải của nó là 18.6kg cá nha các anh. Và cứ một cuộn như này là 100m dây. Một cuộn 100m nha các anh. Dòng RXR, size 6.5. Sức tải cao nha. Và đây là cái sợi cước này. Cước nó mịn lắm các anh. Mịn với lại chống xoắn tốt. Xuống nước nó chìm nhanh nha. Xuống nước chìm nhanh cực kỳ. Và mẫu này thì bên em cũng đang có chương trình là mua 1 tặng 1 nha các anh. Thì các anh sẽ được 2 cuộn, giá vẫn vậy là 120.000. Đây là mã số 2 nha. Mã số 2, 120.000 được 2 cuộn ạ. Và tiếp theo là mã số 3. Số 3 thì em sẽ có cái thẻo này là thẻo câu cá, dò dìa, cá đối rồi nha các anh. Đây là thẻo của Gatto. Thẻo Gatto, một vỉ như này là 10 lưỡi nha các anh. Một vỉ là một thẻo á, một thẻo này là 10 lưỡi nối liền luôn. 10 lưỡi. Lưỡi này là nó có ngạnh nha các anh. Lưỡi có ngạnh, chiều dài thì là hơn 1 ô, còn chiều rộng là gần 1 ô các anh. Chiều dài hơn 1 ô, còn chiều rộng gần 1 ô nha. Thẻo của Gatto, chuyên câu cá dò dìa nè, cá hói, cá cháp, cá nâu. Một vỉ là một thẻo, 10 lưỡi nối liền luôn. Và combo này có 20 vỉ tất cả nha các anh. Một combo tận 20 vỉ. Có mã số 3 ạ, mã số 3 99.000. Đây là mã số 3 giá 99.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4 thì em có cái lưỡi đơn để canh móc vào con mồi giả, mồi thật, câu cá giả các anh, để đánh lua nha. Lưỡi để đánh lua này. Lưỡi câu cá lóc. Một vỉ như này là 5 lưỡi nha các anh. Ở bên trên nó có cái lỗ sỏ này. Với lại lưỡi này có ngạnh, sắc bén lắm các anh. Có ngạnh nha. Lưỡi câu cá lóc này, câu lua. Một vỉ là 5 lưỡi và em có combo là 6 vỉ tất cả nha các anh. Combo 6 vỉ không bán lẻ nha. 6 vỉ này có giá 99.000. Đây là mã số 4 giá 99.000 ạ.
Tiếp theo mã số 5, số 5 sẽ là lưỡi của Daiwa nha các, lưỡi Daiwa nội địa Nhật. Và size của nó thì khoảng tầm là size số 9 đến size số 10 ạ. Size số 9 đến số 10 nha các. Mình mở ra xem này. Về kích thước thì đặt trên vỏ ô ly nó sẽ là 3 ô ly vỏ. Còn chiều rộng sẽ là 2 ô, dài 3 ô, rộng 2 ô nha các. Lưỡi có ngạnh luôn. Thân rất là dày dặn chắc chắn nha, và sử dụng thép không rỉ nha các. Sử dụng dạng thép không rỉ, rất là dày dặn chắc chắn này. Một vỉ như này là 8 lưỡi ở bên trong nha các. Và một combo tổng cộng 10 vỉ là 80 lưỡi. Nếu mà các mua lẻ bên ngoài á, là 3.000 một cái nha. 3.000 thì nhân lên cũng tầm 240. Còn bên em thì chỉ để các anh giá 169.000 thôi. 169.000 mã số 5 nha các. 169.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 thì em có lưỡi câu cá cháp rồi nha các. Câu cá cháp, cá chim rồi này. Về chiều dài thì nó sẽ là 4 ô. Còn chiều rộng là 1 ô ạ. Dài 4 ô, rộng 1 ô, lưỡi màu đỏ nha các. Lưỡi màu đỏ với lại lưỡi cũng có ngạnh luôn. Lưỡi có ngạnh cho mình, có lỗ sọ cước. Một vỉ này là 10 lưỡi. Một vỉ 10 lưỡi đó các. Combo này là combo 7 vỉ tất cả nha. Combo 7 vỉ. Câu cá cháp, cá chim, câu chẽm đâu này. Và đây là mã số 6, 99.000. Mã số 6 có giá 99.000 ạ. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 thì em có lưỡi câu cá chim nha các. Lưỡi chuyên câu cá chim, chiều dài là 4 ô ly vỡ nha. Nó không quá to đâu các, chỉ là mình câu ở đây nên là nó chiều rộng của nó cỡ chừng 1 ô à, nó không có quá to. Nhưng mà nó có cái độ dài của cái phần thân lưỡi này, nó sẽ có cái chiều dài để mà hạn chế tình trạng mà cá cắn cước nha các. Đuôi dẹt này, lưỡi có ngạnh. Chiều dài 4 ô, chiều rộng 1 ô à. Và một vỉ là 15 lưỡi, combo 6 vỉ 99.000. Combo 6 vỉ 99.000 mã số 7 ạ. Tiếp theo mã số 8 sẽ là dòng lưỡi gôn nha các. Lưỡi gôn câu đơn đài. Đây là lưỡi gôn câu đơn đài ạ. Chiều dài sẽ là gần 2 ô nha các. Còn chiều rộng của nó là 1 ô. Dài gần 2 ô, rộng 1 ô. Với lại lưỡi có ngạnh luôn nha. Lưỡi có ngạnh. Lưỡi đơn đài, câu rô phi, câu cá giết rồi này. Rồi chép. Và một vỉ lưỡi như này là 50 nha các. Một vỉ là 50 lưỡi bên trong. Lưỡi gôn. Lưỡi gôn đơn đài. Một vỉ 50 lưỡi, combo 3 vỉ có giá 99.000. Combo 3 vỉ 99.000, đây là mã số 8 ạ. Và tiếp theo mã số 9. Số 9 thì em có lưỡi câu của BVLC nha các. Và một combo như này thì nó sẽ có 3 size, là size số 10, size 11 và size số 12. Một combo tới tận 3 size lưỡi. Và như này thì nó hơn 300 lưỡi luôn nha các. Tổng cộng á, tổng cộng nguyên cái combo này là nó hơn 300 lưỡi cho mình. Về kích thước á, thì chiều dài sẽ là 3 ô rưỡi cho đến là 4 ô rưỡi ô ly vỡ nha các. Các anh lưu ý giúp em nha, lưỡi to câu biển săn hàng. Hoặc là các anh câu cá tra này. Câu cá tra nói chung là câu săn hàng, câu biển, câu cá sông rồi nha các. Đánh cá lớn thì mình dùng lưỡi này ok ạ. À. Và một combo hơn 300 lưỡi như này giá chỉ có 99.000. Đây là mã số 9, giá chỉ 99.000 nha các anh. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 thì em có cước của Daiwa nha. Đây là cước Daiwa và nó sẽ có 4 màu nha các anh. 4 màu, 4 color này, 4 màu. Và một cuộn như này tới tận 600 mét dây cho mình nha. Một cuộn là 600 mét dây, size cước size số 3 chấm ạ. Đường kính dây sẽ là 0.28mm nha các anh. 0.28mm, nó giống cái dòng cước mà em hay bán nè. Cước này thì nó sẽ có 4 màu thôi. Có 4 màu phù hợp với các anh đi biển này. Mình có thể dùng màu cước này mình đo mét nước nha. Mình có thể dùng một cước đo mét nước. Ok ạ. Size 3 chấm, một cuộn tới 600mét dây. Và cuộn này có giá là 169.000 nha các anh. 169.000, giá bán lẻ là 260 nè các anh. Bên em thì mua được giá thanh lý nè, để rẻ để các anh trải nghiệm thôi. 169.000 mã số 10. Tiếp theo 11 cùng dòng luôn nha các anh. Nhờ cái này còn niêm phong luôn nên là em để nguyên luôn nha. Em để nguyên luôn, nó cũng có 4 màu các anh. 4 color này, 4 màu. Size số 5, đường kính dây 0.37mm ạ. Và một cuộn như này là 600 mét dây cho mình nha. Một cuộn tới tận 600 mét dây. Cước Daiwa ạ. Cước của Daiwa nha các anh. Xuất xứ Nhật Bản này. Hàng nội địa Nhật, size 5 chấm. Và cuộn này có giá là 169.000 luôn nha các anh. 169.000. Đây là mã số 11 nha. Mã 11, 169. Tiếp theo mã số 12. 12 là cước của Shimano nha các anh. Cước Shimano made in Japan. Cước này là cước size số
0.38mm là size tầm 5.5 nha các anh. Size tầm 5.5, tải cá tới 20 lb, 10kg cá. Và một cuộn như này là 300m dây nè, cước Shimano nha các anh. Shimano, một cuộn 300m dây. Giá bán lẻ là 400.000 nha các anh. Hàng nội địa Nhật, 400.000. Và đây là mã số 12, có giá là 290.000. 290.000 cuộn này nha, mã số 12 ạ. Tiếp theo 13. 13 đường kính dây 0.53mm thì size nó khoảng tầm là size số 8.5 cho đến số 9 nha các anh, tầm 8.5 á, tầm 8.5. Made in Japan luôn, nội địa Nhật, cuộn này nhiều các anh, tới tận 500m dây này. Cuộn này tận 500m dây cho mình nha. Tải cá 40 lb là tương đương 20kg cá nha các anh, Shimano, nội địa Nhật. Cùng màu luôn, nó chỉ khác thông số thôi ạ. Và cuộn này có mã số là 13 nha các anh. Mã 13 giá 390.000. Mã 13 390.000 ạ. Tiếp theo mã 14. 14 thì em có cái dòng cước tải 7kg. Tải 7kg, đường kính dây là 0.37mm, size tầm số 4 nha các anh. Số 5, size số 5 rồi, size số 5. Cước Maxima này các anh. Cuộn này của nó là mấy trăm mét đây ta? 300m nha các anh, 300m. Giá bán lẻ là 400.000 nha. Đây là cái màu cước. Màu cước đây đó. Mã số 14 giá 250.000. Mã 14 có giá là 250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 15 thì nó khác size thôi các anh. 0.42 này là size tầm 6.5 á. Size 6.5, tải cá 10kg nha. Cuộn này cũng 300m luôn. 259.000, trên lệch không nhiều, trên lệch có 10.000 thôi. 259, đây là mã số 15. Tiếp theo là mã 16. 16 là size 9 chấm nha các anh. Size 9 chấm, tải cá tới 16kg luôn. Và cuộn này là 280m dây nha các anh. 280m dây. Mã 16 nè, 259.000 luôn nha. 259.000, mã 16. Cái này hàng thanh lý nè, số lượng chỉ có 1 nha, canh nhanh tay nha. Và tiếp theo mã 17 và 18 thêm có cước fluorocarbon 100% nha các anh, 100% carbon của Daiwa, có hai size, size số 8 và size số 12. Mời các anh xem này, cước Daiwa. Cước Daiwa 100% carbon luôn nha các anh. Em còn hai cuộn thôi, em thanh lý nhanh nha. Đường kính dây là 0.47mm và một cuộn như này là 120m dây, hàng nội địa Nhật, made in Japan ạ. Một cuộn 120m dây. Size 8 chấm và cuộn này thì giá là 350.000, cước fluorocarbon nha các anh. Hàng rất là hiếm khi về nè, mã 17. Và 18 thì nó chỉ khác size thôi các anh. Đây là size số 12. Đường kính dây là 0.57mm nha. 0.57mm, hàng nội địa Nhật luôn ạ. Cuộn này mã 18, 390.000, mã 18 giá 390.000 ạ. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.